Tiểu Bạch, đun nước nóng, ta cắt tiết gà rồi vật lông. Tuân lệnh, chủ nhân, mong chờ thì mong nhờ, nhưng thật sự phải ăn sao? Có ai từng ăn hỏa tức nói với ta biết, ăn chim thần liệu có bị báo ứng không? Sao có thể có người từng ăn, hơn nữa còn là dùng mật ong của ong kim diệm làm gia vị? Có điều, nghĩ xem, tài nấu nướng của Lý Công Tử nhất định là đáng bỏ mạng ra để trải nghiệm. Nói cũng đúng, tu tiên một đời, cũng không thể cứ sợ sệt. Vậy thì cực tính mạng thử xem. Đúng vậy, đúng vậy. Lời nói như vậy là không sai. Nhưng cái các ngươi bỏ ra là mạng của ta Hỏa tước đang liên tưởng tới việc lý công tử kề dao ngay sát cổ nó Bắt đầu cắt thiết nó Thật là đáng sợ mà Ta xử lý con gà này trước A à, á Đắt kỷ Cô xem giết gà nhất định phải cắt thiết trước Chúng ta trước tiên cứa một dao ở trên cổ của nó Hai hìa Hửm Phập Phập Nó đang né liên tục Không được Ba người đó đã không dựa vào được rồi Học học Mình phải tự cứu Ông Kim Diệm Ông Kim Diệm có thể cho mật ong Vậy mình thì sao mình nhất định cũng có giá trị được nuôi dưỡng. Nghĩ mau, hỏa tước, mình đã không có sức để giải rụa tiếp nữa. Nếu không có giá trị, vậy chỉ có một con đường chết. Khựng lại, hửm, trứng, cái gì, trứng sao, bộ dạng bị chơi hỏng. Chim thần có huyết mạch thiên hoàng, đẻ trứng mà cảnh tượng vạn năm khó gặp. Nếu sinh ra chim đực, nhất định thiên địa biến sắc, nhật nguyệt cùng sáng. Hỏa tức tiên giới mà tông chủ của Thanh Vân tông tận tâm nuôi dưỡng. Vậy mà, mình, mình cao quý như vậy, thế mà có một ngày, trở thành chim cái chưa kết hôn thì đã tùy tiện sinh con như vậy đáng hận sẽ đẻ trứng à gà sẽ đẻ trứng giết thì có hơi đáng tiếc nhưng ta vừa đồng ý mời bọn họ ăn gà lửa nướng mật ong nuốt lời cũng không hay lắm chỉ là đẻ một quả trứng thôi có lẽ là trùng hợp đừng hiếp người quá đáng bục bục những quả trứng tiếp theo được ra đời hoa lý công tử đặt mạnh con dao xuống bàn gà sẽ đẻ trứng như vậy cho ai cũng không nửa giết dù sao cũng là một sinh mạng đột nhiên có chút không nhẫn tâm lý công tử con gà này có thể đẻ trứng giết thì đáng tức lắm. Hơn nữa chúng ta đột nhiên có chuyện gấp, bữa cơm này e rằng không ăn được rồi. Tỷ tỷ, chúng ta không có chuyện, gấp á á, chúng ta cáo từ trước. Vậy thì ngại quá, còn nói mời các người ăn cơm. Lý công tử, khách sáo rồi. Lý công tử, không cần tiễn. À. Lý công tử cho chúng ta một quả trứng của hòa tước, một hũ mật ong của ong kim diệm, kiếm to rồi. Vậy chúng ta trở về thanh vân cốc trước đây. Ta cũng quay về phụng mệnh với sư tôn. Vừa hết câu, tử giao liền bay vút lên trời cao. Bay được một đoạn thì chợt nhớ ra, À, quên tử vũ rồi. Tử vũ đáng thương còn nằm lơ lửng trên cây vì một cái đánh dáng trời ban nãy của chị hai. Công tử, con gà này không giết nữa sao? Không giết nữa? Hừ, đát kỷ, hôm nay làm trứng sốt cà chua cho cô ăn. Trứng sốt cà chua? Ta, con của ta? Ừm, ngon quá. Đát kỷ cô mau nếm thử, trứng này ngon hơn trứng bình thường nhiều. ừm, vào miệng là tan. Vậy hả, vậy hả, gà của giới tu tiên quả nhiên khác biệt. Là tay nghề của công tử giỏi. Hừ. Gà ta, phi, trứng của hỏa tức ta thì làm sao những con gà ở phàm gian có thể so sánh được? So với những con gà dù đó chính là sỉ nhục. Hừ, nếu không phải ngại sự lạm dụng uy quyền của ngươi, hỏa tức ta sẽ không cho ngươi ăn trứng của ta. Có điều nếu ngươi đã cảm thấy ngon, vậy hỏa tức ta cũng không so đo với ngươi. A à đúng rồi, ngươi phải có lòng cảm kích, nhớ ăn hết. Lý công tử nghe tiếng nó kêu liền mang đồ ăn đến cho nó. Nếu đã nuôi ngươi, không thể cho ngươi đói. Số cháo này cho ngươi ăn. Hừ, chủ nhân, món ăn khác đều đã làm xong rồi tới đây hỏa tước nhìn hai người họ ăn cơm vui vẻ cũng bắt đầu ăn phần ăn của mình hửng ngon ngon quá được rồi ít nhất ở phương diện đồ ăn vẫn không tồi một buổi chiều ở tại một thành khác dịch bệnh đang lây lan á à, đau quá á à, a à, cứu ta hoa à, a một người thư sinh nho nhã lưng mang cặp sách đi tới xung quanh là những người bên nằm la liệt hôm nay chúng ta tiếp tục kể đoạn tôn ngộ không tức giận hủy sổ sinh tử trong tay du ký